mâu thuẫn làm ăn, chồng dùng súng bắn vợ tử vong. Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, là một người tử vong và một người bị thương nặng. Nguyên nhân do mâu thuẫn làm ăn giữa hai vợ chồng với nhau. Sáng ngày 13 tháng 10, vụ án mạng nghiêm trọng có sử dụng súng làm hai người thương vong xảy ra tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trao đổi với Dinh, lãnh đạo phường cho biết nghi phạm là người đàn ông dùng súng bắn chết vợ của mình. Ngoài ra, người hàng xóm ngay gần nhà cũng bị hung thủ dùng súng bắn bị thương. Nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn làm ăn giữa hai vợ chồng với nhau và có liên quan đến cả người hàng xóm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long đã khống chế bắt được người chồng. Danh tính hung thủ và hai nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.